rồi bây giờ tiếp này quay rồi à, bắt đầu quay luôn kìa à, bây giờ thì bây giờ thì nếu xin mời cả nhà ha, hồi nãy là tưởng là chụp hình từ sướng thôi, bên trái bên này là em bé Bèo Trầm đó, có một cái kênh là kênh Bèo Trầm, cái bên là Lâm Gia Trinh. Bây giờ thì cả hội đang gọi là đầy đủ hết rồi. Đây là chị Chào Việt Nam mấy chục cái bánh nữa, kế bên là đại ca Lão Làng Xuân Di Tướng Dương. Xa quá, trời ơi xa quá. Rồi, bên đây là phu nhân của bác sĩ nhà đất, kế bên là anh Phạm Quốc Lâm. Rồi, kế bên là... Đây là phu nhân bác sĩ nhà đất, kế bên là anh Phạm Quốc Lâm. Hai ông đó không liên quan nhau. Hai ông đó ông không tại vì hai ông đó quá nổi tiếng rồi nên khỏi cần phải nhập một. Rồi, kế bên là anh Kim Bánh, chủ tiệm bánh Kita. Kế bên anh Phạm Ghệ, Vlog Sài Gòn. Kế bên là một bạn nhiếp ảnh gia. Rồi giờ anh em đã rất là đông rồi và mọi người vô nhập tiền thôi ha. Bên đây là anh Hoàng Sơn với lại cô Vlogger đình đám của Sài Gòn Lâm Gia Trinh cũng vẫn rồi. Bây giờ xin mời cả nhà nha, rất là đông vui. Hôm nay thì các anh em hội họp lại với nhau để mừng sinh nhật thầy. Người thầy đến từ miền Tây đang sinh sống tại Hoa Kỳ và có một cộng đồng rất là hùng mạnh về vlog cũng như là YouTube đấy. Và hôm nay thì rất là vui ha, và các em cũng em ơi cái gia này thì em trai cái này cho hai chị ơi, bán hàng á, bạn kêu là cái này anh chị quay nên cố gắng đấy. Bé này mình nói là sinh viên thôi nhưng mà với YouTube thì nó phải kiếm được một bài chú trai rồi đấy. Trai là chữ mắt tiếng Việt Nam ha. Bây giờ tôi xin mời các bạn rất là vui đấy nha. Rồi phía bên đây đây xa nước mắm đây đại ca. Bên đây là trường trung học Vũ Gia. Rồi, xin mời cả nhà. Ai đứng làm luôn? Đây, em được cái là đường đi của gì tim lắm, anh cái thằng đường. Đây, để bèo gấp cho mình. Ông giang hồ ngoài kìa. Chú cơ, đây, gấp như cục này rồi lẩu thôi nha. Hứa gì? Chiều đó, ở trong nhóm mình cũng có. Nhóm mình như vậy thì không nói. Bây giờ thì đem quay camera thuộc á. Đấy, đây là con bạn bao đàn gấp cho anh Công Nghệ ha. Anh em mà tôi thì tình cảm lẩu thôi. Tôi tình cảm lẩu thôi. Giống không? Nếu hơn khen giả giọng thì nó làm cái bên anh kia ha. Anh từ từ thôi anh Phụng. Em đi chợ Nhật Tảo, nó đi múa xuống. Đấy. Còn à, nếu làm vậy là phải không ta? Đây là bác sĩ già đất ha, đang chém gió với lại anh Xuân Di. Hai lão. Đang là những người bây giờ anh điểm lên cá nha. Bác em phải làm bảo đảm như hầu được mấy tiếng làm bảo đảm tháng sau rồi. Mùa trung thu anh nguyên năm là làm nào giống như trước cái đội của Vinh, như là Cúc Em này, Tiến với cả